Kỷ thuộc Đông Ngô, Đinh Mùi, Hán Kiến Hưng năm thứ 5, Ngô Hoàng Vũ năm thứ 6. Vua Ngô nghe tin Sĩ Nhiếp mất, thấy Giao Châu ở xa cách, mới chia từ quận Hợp Phố trở về Bắc thuộc vào Quảng Châu, cho Lữ Đại làm thứ sử. Từ quận Hợp Phố trở về Nam thuộc vào Giao Châu, cho Đái Lương làm thứ sử. Lại sai Trần Thì làm thái thú thay Sĩ Nhiếp. Đái ở lại Nam Hải, Lương và Thì cũng lên đường. Đến Hợp Phố, nghe tin Giao Châu con Sĩ Nhiếp là Huy tự làm thái thú, đem tông binh ra chống cự. Cuối đời nhà Hán, Tôn Thất nổi loạn, người Nam cũng tụ họp họ hàng làm binh để tự vệ, cho nên gọi là tông binh. Lương ở lại Hợp Phố, thuộc lại của Sĩ Nhiếp là Hỏa Lân, cúi đầu can Huy, xin đón Lương. Huy giận đánh chết Lân. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, từ xưa hễ giết bề tôi can ngăn thì chưa từng không mất nước. Nước Trần giết Tiết Dã, nước Tề giết Cô Huyên. Việc nước Tần, nước Tề đáng làm gương soi, lấy đó làm răn.